Xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay Hạnh sẽ chia sẻ đến cả nhà mình cái món gan và thịt ba rọi cuốn với lá lốt mình nướng lên, rồi mình ăn chung với lại bún hoặc là bánh hỏi nè, cuốn với bánh tráng rau sống. Mình sẽ ướp thịt với lại gan rồi cuốn vào trong lá lốt, những cái cuốn như thế này. Xong rồi mình có thể nướng ở trên than nè, hoặc là mình cũng có thể chiên ở trong dầu nếu như mà mình không có điều kiện nướng than nha cả nhà. Thêm một ít đậu phộng rang đập dập lên nữa nè, rồi một ít mỡ hành. Mình chấm chung với lại mắm nêm hay là tương gì đều được cả nhà. Hôm nay Hạnh có hái được một ít cái lá đậu rồng nè. Lá đậu rồng thì ăn rất là ngon luôn á, rất là dễ ăn, nó non tơ luôn. Ai mà không biết ăn lá này thì mình tìm mình ăn thử nha, ngon lắm. Làm sao để cho cái cuốn nó thơm ngon nè, rồi nướng nó chín đều, cuốn nó đẹp, nó không có bị súp lá. Thì bây giờ xin mời cả nhà cùng vào bếp để mà mình làm cái món thịt và gan cuốn lá lốt này nha. Dịch không có đi chợ mọi người ơi. Cây nhà lá vườn có gì dùng nấy. Anh đang hái lá lốt nè. Lá lốt nó mọc tôi tốt quá chừng luôn nè. Đây cái lá nó to, to bằng bàn tay luôn. Wow, to quá. Cái lá to thì nó dễ cuốn hơn á. To quá. Trời mưa nên nó tốt quá chừng luôn đó cả nhà. Sinh sôi nảy nở. Mọc rổ luôn. Mình hái lá lốt mà vô tình thấy trái ổi chín luôn nè. Hái trái ổi luôn. Hái lá xong rồi bây giờ mình sẽ đi rửa lá nè. Mình sẽ cho vào trong thao một ít muối. Lá này nó mọc dại, mọc thiên nhiên cả nha. Mình rửa nước cũng được đó, nhưng mà để cho an toàn thì anh sẽ rửa muối nha. Mình sẽ hòa tan cái muối này đi. Rồi cho lá vô. Mình sẽ ngâm cái lá này ở trong nước muối khoảng chừng 5 phút. Khi mà mình rửa thì mình nhớ là mình sẽ lật cái mặt dưới mặt trên luôn ha. Tại vì nhiều khi cái mặt dưới nó bị dơ á. Để mình rửa cho nó thật là sạch. Này, có mấy cái lá này nó bị dơ nè, cả nhà thấy không? Nó bị giống như là mạng nhện hay là cái con gì á. Cho nên là mình phải kỳ mấy cái lá này nè. Nói chung là Hạnh rửa từng lá luôn, mặt trước mặt sau luôn, cho nó thật là sạch. Mình rửa xong thì mình sẽ dựng lá nó lên như thế này nè cả nhà, cho nó nhanh ráo nước ha. Mình sẽ dựng dựng nó lên. Đó.
Với cái món cuốn lá lốt ngày hôm nay á, thì anh sẽ chuẩn bị ở đây là 1 ký gan và 1 ký thịt nè cả nhà. Để cho nó tiết kiệm thời gian á, thì anh đã xắt lát mỏng rồi. Thịt thì mình sẽ mua thịt ba rọi ha, hoặc là nếu như mình có mua mình không thích ăn mỡ, mình mua nạc á, thì mình cũng nên mua nạc dăm cho nó có xen lẫn một tí mỡ vô á, thì khi mà mình nướng á, thì cái món nướng của mình nó không có bị khô á, nó tôm mỡ ra nó sẽ mướt và mềm ngon hơn. Nếu để dễ xắt mỏng như thế này nè, thì mình sẽ cho cái phần thịt của mình á, rửa sạch sẽ rồi mình cho vào trong ngăn đá, mình để cho thịt nó hơi đông nhẹ nhẹ lại đó, thì mình xắt mỏng nó rất là dễ luôn á cả nhà. Đó, như cả nhà thấy nè, ở đây thịt thì hạnh xắt mỏng hết rồi, gan thì cũng tương tự như vậy luôn. Mình sau khi mà ngâm gan qua nước muối hoặc là sữa để loại bỏ chất độc rồi đó, thì mình cũng sẽ xắt gan thành lát mỏng như thế này luôn. Mình nên mua những cái gan mà nó có cái màu trắng một tí ha. Giống như là gan sữa đó cả nhà, thì nó sẽ cái gan của mình nó sẽ béo, nó sẽ mềm ngon hơn là so với những cái gan màu sậm màu ha. Và mình xắt cái gan mảng to một tí. Ngoài cái lá lốt ra thì mình cũng chuẩn bị ở đây là 1 ít hành tỏi nè, để mà mình ướp vào trong gan và các cái gia vị thông thường trong nhà bếp nha. Còn phần bún rau thì lát nữa Hành sẽ giới thiệu sau. Đầu tiên thì mình sẽ đi băm nhuyễn cái phần hành tỏi nè, để mà mình đi ướp phần gan và phần thịt của mình nha. Món cuốn thì không có thể thiếu nước chấm được các cả nhà. Với cái món cuốn này thì mình có thể ăn với lại nước mắm chua ngọt nè, rồi mình có thể ăn chung với tương tương đen á, tương ngọt á cả nhà, tương mà ăn gỏi cuốn á. Hai nữa, ba nữa là mình cũng có thể ăn với lại mắm nêm, và ngon nhất vẫn là mắm nêm ha cả nhà ha. Mắm nêm thì Hạnh đã chia sẻ rất là nhiều clip về cái cách pha mắm nêm rồi, và Hạnh cũng có một cái clip riêng biệt về cách pha mắm nêm luôn, cho nên là nếu như trong cái clip này thì Hạnh không có nói tới cái vấn đề pha mắm nêm nữa. Cả nhà quan tâm có muốn xem lại công thức pha mắm nêm thì Hạnh sẽ để cái đường link mô tả phía dưới video này để cho cả nhà tiện theo dõi nha. Hạnh băm nhuyễn hành tỏi rồi nè cả nhà, bây giờ mình sẽ cho hành tỏi vào trong gan và thịt để mà mình ướp. Mình sẽ cho phân nửa tỏi phân nửa hành vào mỗi bên hết ha. Bây giờ thì Hạnh sẽ cho vào trong cái phần thịt của mình đó là một muỗng cà phê hạt nêm nè, phần gan thì cũng một muỗng cà phê hạt nêm. Mình cho cái muỗng hơi vung vung một tí cả nhà nha. Trong cái phần ớt này thì Hạnh không có cho muối, để cho cái phần thịt và gan của mình nó không có bị cứng đó cả nhà. Mình cho muối vô là nó dễ bị cứng lắm. Mỗi một bên thì cũng nửa muỗng cà phê bột ngọt luôn. Hai muỗng cà phê đường cho mỗi bên luôn. Một chút tiêu xay cho mỗi bên luôn. Món nướng của mình nó thơm ngon, nó dậy mùi hơn á, thì Hạnh sẽ cho vào mỗi một bên là một muỗng canh sốt ốp đường nướng. Cái này nếu như mà mình không có đó cả nhà thì mình thay bằng dầu hào cũng được cả nhà nha. Tuy là nó không có thơm ngon bằng, nhưng mà trong trường hợp mình không có đi mua được á, tại vì đang giãn cách nè, thì mình vẫn có thể thay thế được. Xong rồi thì mình sẽ đeo bao tay vô và trộn đều thịt và gan lên để cho nó ngấm gia vị đó cả nhà. Mình có thể điều chỉnh gia vị theo khẩu vị ăn của gia đình mình nha. Nhưng mà cái này thì mình cũng ướp cơ bản là được rồi, tại vì khi mà nướng xong thì mình sẽ ăn chung với lại nước chấm đó cả nhà. Xong thì mình sẽ để ở đây cho thịt và gan ngấm gia vị. Mình sẽ đi chuẩn bị nước chấm, bún rau cũng như là chuẩn bị than để mà mình nướng nha. Sau khi mà nó ngấm gia vị rồi, mình sẽ bắt đầu đi cuốn nha cả nhà. Mình sẽ dùng cái cây xiên này nè, để mà mình xiên những cái cuốn thịt của mình vô cho nó dễ nướng. Mình sẽ được thì mình sẽ chọn những cái lá to để mà mình cho mình dễ cuốn đó cả nhà. Một cuốn thì mình sẽ dùng 2 lá ha, cho nó khỏi bị rách. Cái lá ở bên ngoài thì mình sẽ chọn cái lá to đẹp một tí, ở bên trong thì mình có thể chọn cái lá nhỏ và xấu hơn cũng được. Rồi mình sẽ đặt cái phần mặt trên của lá này xuống phía dưới, còn cái mặt dưới thì mình sẽ để lên trên để mình cuốn vào bên trong ha. Mình nhớ là mình ngắt cái này đi nè, sát sát vô một chút để cho nó không có bị cứng đó. Lát nữa nó đâm lủng cái lá của mình. Rồi mình cho cái lá này lên trên nè. Cái này thì mình rửa sạch tay rồi mình làm ha, chứ đeo bao tay thì rất là khó làm luôn.
cho một lát thịt lên. Nếu mà gan mà nó nhỏ quá thì mình sẽ cuốn một lát thịt với hai lát gan cũng được. Đó, mình cứ để thịt và gan lên rồi mình cuốn lại. Này là mình có một cái cuốn rồi nè cả nhà. Rồi mình sẽ xiên vô. Mình sẽ dùng hai cây xiên ha, tại vì cái cuốn này nó dài nè. Mình xiên hai cây thì nó mới vững được. Rồi mình cứ lần lượt mình làm cho tới hết cái phần thịt của mình. Mình cuốn xong hết rồi nè cả nhà. Đối với những cái lá mà nó nhỏ thì mình sẽ nối hai lá lại với nhau ha. Đây. Bây giờ thì mình chuẩn bị đi nướng thôi. Thơm quá. Mình sẽ đi chuẩn bị một ít hành để mà mình làm mỡ hành cho lên trên bún hoặc là bánh hỏi. Sẽ cho vào trong này là một muỗng canh đường, chút xíu muối ha, khoảng chừng 1/4 thôi cả nhà. Như có mỡ thì mình sẽ cho vào trong này là một muỗng canh mỡ, không có mỡ thì mình thay thế bằng dầu ăn ha. Rồi mình sẽ trộn đều lên, mình cho vào trong lò vi sóng khoảng chừng 30 giây thì mình sẽ có được cái phần mỡ hành đó. Sau 30 giây thì mình có mỡ hành rồi nè cả nhà. Nếu như mình không có lò vi sóng thì mình sẽ đun sôi một muỗng canh dầu rồi mình cho vô trong hành nha. Cũng chuẩn bị thêm một ít đậu phộng nè, rồi mình cho vô trong cuốn mình giả dập. Lát nữa mình sẽ cho lên trên những cái cuốn thịt. Chờ thịt chín thì ở đây Hạnh đã chuẩn bị nước chấm nè cả nhà, rau sống và bún rồi. Bây giờ mình sẽ món này thì mình ăn với bún với bánh hỏi thì cũng được cả nhà. Mình sẽ cho một ít mỡ hành lên trên bún cho nhìn nó hấp dẫn hơn nè và nó thơm ngon hơn nha. Trong lúc nướng thì mình sẽ phết dầu lên trên cái cuốn thịt của mình để cho nó không có bị khô. Có một mớ chín này nè, nhìn ngon quá. Chín rồi cả nhà ơi, mình sẽ cho cái phần thịt của mình ra mâm nha. Nó thơm nức mũi luôn á. Cái mùi lá lốt mà khi mà nướng lên nó thơm là thơm luôn nè. Rồi cái phần thịt mà mình ướp gia vị đồ này kia đó, khi mà gặp nướng lên nó lại thơm nữa, rất là hấp dẫn luôn. Mình sẽ dùng đũa mình tuốt mấy cái cây này ra nè, để khi mà mình ăn nó cho nó dễ. Hấp dẫn quá cả nhà. Rồi mình sẽ cho một ít cái phần đậu phộng giả dập lên này nè cả nhà. Đó, bây giờ thì nhìn cái mâm thịt cuốn lá lốt của mình nó rất là hấp dẫn luôn. Như vậy là Hạnh đã chia sẻ xong cái món bò cuốn lá lốt. À, xin lỗi cả nhà. Như vậy là Hạnh đã chia sẻ xong cái món thịt và gan cuốn lá lốt nướng. Mình sẽ ăn chung với lại bánh tráng nè, rau sống nè và một ít bún hoặc là bánh hỏi tùy thích cả nhà. Mình sẽ chấm chung với lại mắm nêm
hay là tương đều ngon hết nha cả nhà. Hy vọng là với cái món ăn này thì cả nhà sẽ có thêm một món ngon nữa bổ sung vào trong thực đơn của gia đình mình. Hạnh cũng xin mong được sự ủng hộ tiếp tục của cả gia đình mình bằng cách like video, đăng ký kênh, chia sẻ kênh, giới thiệu đến người thân bạn bè để Hạnh có động lực chia sẻ thêm nhiều món ăn ngon lại hấp dẫn hơn nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt cả gia đình mình. Cả nhà mình nhớ thực hiện những cái nguyên tắc 5K khi ra đường nè, và thực hiện những cái chỉ thị của chính phủ tại nơi địa phương mình sinh sống, để cùng góp tay chung sức với lại nhà nước mình chống dịch, cho dịch nó nhanh qua nha cả nhà, để mọi người có thể trở lại cuộc sống bình thường. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt cả nhà mình.